Hình xăm nhiều màu thì có xử lý được không? Đối với dòng máy năm 2019, năm 2020 thì những cái hình xăm nhiều màu sẽ vẫn xử lý được. Đầu tiên là màu đen này, màu đỏ này, màu cam, màu vàng xử lý rất là ok. Rồi những cái tông màu như màu xanh lá cây, màu xanh tím, màu xanh da trời, những cái tông màu đó ấy, thì cũng vẫn xử lý được, nhưng mà sẽ xử lý khoảng tầm 60-70-80% thôi, tùy vào độ nông sâu trên da. Nhưng đến năm 2021 thì sẽ có những đầu bắn riêng để đặc trị cho từng cái màu sắc đó, cho nên nó sẽ đạt hiệu quả rất là nhanh, rất là tối đa cho khách hàng và giúp khách hàng yên tâm về cái khả năng xóa sạch mà không gây tổn thương da và an toàn tuyệt đối cho làn da của mình. Và cái điều này là điều rất nhiều khách hàng quan tâm, đúng không ạ? Việc chúng ta quan tâm là làm sao mà sạch nhưng phải an toàn. Đó là chính là điều mà tại sao Picomax năm 2020 đã xử lý được an toàn nhưng mà chưa thể nào mà sạch 100% cho khách hàng, thì đến năm 2021 nó sẽ vượt trội hơn rất là nhiều bằng cách xử lý vừa an toàn, vừa nhanh hơn mà lại còn sạch hơn rất nhiều và độ hiệu quả cao, bởi vì nó sẽ đặc trị cho từng loại màu khác nhau nhé các bạn nhé.